Rồi, hôm nay có vẻ như nhìn mặt chị có tươi tỉnh hơn kỳ trước À, đúng ha. rồi. Vui hơn. À, vui hơn. Hai cháu hôm nay có đi học không chị? À, hai cháu ở nhà rồi vị. À, hai cháu ở nhà. Rồi hôm qua em có gửi 10 triệu của cô Thảo, chị nhận được ha? À, chị có nhận được, chị cảm ơn vị vì cho chị gửi lời tới cảm ơn cô Thảo. Em nói thêm về trường hợp của cô Thảo đó, thì là cô nói là cô khóc hết nước mắt vì cái trường hợp của chị, mà không không những là trường hợp của chị, không phải là riêng cô Thảo mà cộng đồng đó thương mẹ con chị nhiều lắm. À, chị cảm ơn cộng đồng mạng vì bị chuyển lời cho giúp giùm cho chị, cũng như cộng đồng mạng mà chị cũng gặp được một gia đình. Hôm nay hết khóc rồi nha, đừng khóc nữa nha. Hôm nay không khóc nữa vì gặp được má rồi là không khóc nữa. Vậy là hôm hôm bữa vô trong đó là thăm má được 5 ngày hả chị? Chị vừa vào thăm má được 5 ngày, ngủ với mẹ được mấy đêm. Thấy sao, chị cho cảm giác cái khi chưa gặp mẹ với khi gặp mẹ rồi, chị cho em cái cảm giác, thử có thể phát biểu cảm tưởng em nghe coi. À, khi chị gặp chị chưa gặp má chị á thì chị không biết là má mình là bằng xương bằng thịt như thế nào. Thật sự là như vậy. Mà chị gặp được má chị rồi á thì chị mừng lắm, là chị vào là chị được ngủ với má chị mấy đêm. Thì má con cũng là trò chuyện với nhau, thức giấc là trò chuyện với nhau, má chị là ôm chị ngủ. Hai má con ôm nhau ngủ vậy đó. Đến sáng dậy là mở mắt khi nào là nói chuyện khi đó à. Vậy đó, Quấn quýt đến quấn quýt nhau vậy đó. Mà chị tôi tội nghiệp cứ ôm chị ba ngủ, lúc nào là chị thấy mà chị là cứ hay cầm tay cầm chân chị vậy đó. giống như là ôm đứa trẻ con vậy đó ha, giống như ôm con thơ vậy đó ha. Rồi khóc nữa. Không, đó là sự thật. Chị nói đến là chị thương bảo chị đó. Mà chị nói chị không có khóc vậy đó. Chị nói vậy chứ em cũng khóc, em nghe chị nói vậy em cũng khóc. Bây giờ chị ra Huế rồi mà mấy đêm nay chị ngủ á, thật sự chị ngủ chị rất là nhớ má chị. Thật tâm là chị rất là nhớ vì vào ngủ được với má mấy đêm. Ra đây ngủ là chị ngủ với con, nhưng mà mở mắt dậy là cứ tưởng là má đang nằm bên cạnh mình vậy đó. Thì má ôm chị mà chị ra đây là được con ôm chị mà chị tưởng má vậy đó. Cái thương đó. Má tội nghiệp ngủ mà cứ cầm tay nắm chân chị vậy đó, là chị thức giấc là hai má con cứ nói ngủ đi, con ngủ đi rồi bên má ngủ đi vậy đó. Trước đây là cái khi mà chưa kiếm được má đó, là em cũng thấy chị cũng có nói hờn mát này kia, giận má này kia, vậy cái khi khi gặp thì sao? Khi gặp là chị không 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 có còn không không có còn giận mạ chị nữa, chị Thấy thương thương mạ chị quá đúng không, lấy đâu mà giận, thời gian đâu mà giận phải không, thời gian đâu mà hờn mát gì rồi, nữa. không 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 còn nghĩ gì hết á, vì thấy mạ chị tội nghiệp già rồi. Mà cũng may mắn chị ha, may mắn được cái là má 80 tuổi mà má vẫn còn 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 hiện hữu để cho mình được ôm má ha. Mà chị cũng may đúng rồi, chị cũng may mắn là anh em cháu vì anh em nào trong nhà đều thương chị. Chị cảm nhận là như vậy, thương chị thật lòng á. Dạ thì đương nhiên qua cái buổi trò chuyện này kia trước đây cũng vậy, rồi qua cái sự gặp gỡ đó cũng vậy, thì cái điều đó là điều hạnh phúc đó chị, chứ không phải nhà ai cũng được như vậy đâu. Bởi vì trên thực tế đó thì là có nhiều gia đình đó đang chị em anh em đang sống với nhau đó, mà ba cái việc mà ví dụ như hồi môn hoặc này kia đó còn tranh giành nhau này kia dữ lắm. Cho nên là đây thấy gia đình tình nguyện mà cho chị được phần đất này kia đó, thì đúng thật sự là cũng an ủi được cái sự mà quan tâm đó. Mình thì cũng không phải là mình vì cái việc mà tiền bạc này kia, như chị kiếm đó, chị cũng nói chị muốn kiếm biết má thôi, chứ chị từ trước giờ không có má thì chị cũng 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 cứ vượt qua, chứ đâu có phải là bây giờ mình bơ vơ này kia, không có ăn không có này kia đâu.
Đại khái là ý em muốn nói đây đó là gia đình bù đắp cho được phần nào thì cũng đó là cái tấm lòng và đó là chứng minh được cái tình thương của gia đình dành cho chị. Thế còn biết rằng là chị cũng không mang điều đó nhưng mà thấy vậy là cũng an ủi được phần nào. Anh em thì nói chung là chị thấy cũng không ai giàu có gì, cũng làm là cái kinh tế cũng đủ sống. Thì anh em thì luôn dịp là có vị đấy thì chị cũng kể sự thật là má chị nằm là khóc với chị là nói rằng là mẹ nhận con mà mang con gì để cho con nghề nghiệp thì má chị hết rồi. Nhưng mà trong nhà là có anh hai à anh bảy hai á, Anh sáu, anh anh sáu trọng anh sáu bảy hai á, là anh sẽ chia à. sẻ tình cảm của anh là cho em à, tội nghiệp à, anh bảo anh cho em anh chia sẻ anh chia phần của anh lại vì mà anh còn thế Thấy anh thương em con lại á, là cái đất đỏ nó hơn nó đất mà đất đất trong trong trọt á vì á bây giờ em là góp lại để làm lên cho chị độ cao lên cho chị cái móng đổ nền cho cao lên á để cho chị đó à, nói sau này hoặc là lúc nào được chị có thích về là chị về ở thì cho là cho mình đất thôi chứ mình giờ bây giờ mình về ở chị về ở thì chị cũng gánh nặng cho anh em tội nghiệp vậy đó. Thì là chị nói để chị sắp xếp từ từ là chị về vì cái quan trọng là hai đứa con nó còn đi học đó à. Hai đứa con nó còn đi học ở trong nhà anh chị thì nói đi để về ở cho gần anh gần chị gần má cho vui nhưng mà thì chị cũng để từ từ chị sắp xếp cái đã vậy đó. Nói chung thấy cái tình cảm anh em gắn bó với nhau mà biết chia sẻ với nhau vậy là em quý vô cùng, em thiệt là em không biết dùng bằng lời lẽ nào. Em thấy mang được cái tình yêu thương đến cho nhau vậy là em thật sự là em muốn lan tỏa những cái sự yêu thương này đến cho mọi người vì em thấy có nhiều trường hợp mà tranh giành nhau thấy ấy quá, thấy cái Đúng cuộc rồi sống không có ý nghĩa. đúng rồi đó ừ. Mà anh em chị trong kia thì không có vậy không có Thì đó thì được cái đó là cái hạnh phúc đó chị. mình phải từ những một đứa cháu cháu phía bằng cô bằng ba cũng thương lắm thấy bên gia đình thấy thương anh em cháu chắc gì cũng cũng thương chị nhiều cho vị biết vị mừng vậy đó mừng cho chị Đúng rồi, mừng cho chị. Chị thấy đúng là nó may mắn hết sức ở cái chỗ là trước đó thì chị bơ vơ, chị bày tỏ chị không có biết mẹ mình là ai, gia đình cội nguồn là ai hả chị ha. Để đùng cái đúng tự dưng rồi mình kiếm được gia đình phải nói nó mừng biết bao nhiêu mà nói hả chị ha. đúng rồi chị hồi trước kia mà chưa gặp má là chị nhiều khi chị buồn quá chị đi ngoài đường chị cứ nghĩ là không biết má mình là mặt mũi như thế nào chị không cũng chị cứ cầu nguyện Phật á đó, nhà chị có thờ Phật mà chị cầu nguyện đi ngày nào chị cầu nguyện cho con gặp lại gia đình gặp mẹ con gặp ba mẹ con đêm nào chị thắp nhang cầu nguyện Cái hôm gặp nhau đó thấy chị nhảy vào trong lòng má ngồi giống như kiểu là một đứa trẻ trẻ. thì đó chị là cái ước mơ của chị là vì biết không cái ước mơ của chị là chị thờ được Phật mà đêm nào từ ngày giờ mà từ bắt đầu từ ngày mà chị thờ Phật là đêm ngày nào chị cầu nguyện ấy. Cầu nguyện mà đó, đó. Rồi em thấy rồi chị. Rồi chị ngồi chị trò chuyện với em chút xíu đi. Vậy là hôm nay chị được nghỉ. Không còn được nghỉ alo Bên chị mạng yếu quá, nó đứng. Bên chị mạng yếu, được 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 rồi. Bên chị có xài wifi không hay là xài 3G? à chị sai 3G Xe 3G. Nó di chuyển hơi yếu rồi chị cứ ngồi vậy đi. Rồi thưa chị đó là hôm 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 trước đó thì em có nhận được tiền của cô Thảo cách đây cũng 2 hôm rồi nhưng mà do em ra ngoài quê á nên em chưa có kịp thời để mà gửi cho chị. Thì hôm nay em gọi điện mang tính là thứ nhất là hỏi thăm chị, thứ hai nữa là thay mặt cho cô Thảo để gửi tới cho chị cái số tiền 10 triệu đồng đó. Thì thật sự mà nói là cái việc mà đối với trường hợp của chị thì
Em cũng nghĩ là chỉ là cập nhật về cái việc mà tìm người thôi. Nhưng mà cô Thảo đó thì cô thấy cái hoàn cảnh của chị đó là chị phải đi làm bữa nào cũng 10 giờ đêm mới về như vậy đó. Bên cạnh đó thì chồng của chị mất, chồng của chị mất rồi bây giờ phải gồng gánh nuôi hai đứa con như vậy. Rồi cô thương nên là cô kêu Tuấn Vĩ là chuyển chuyển giùm. Thì em thì giống như bác đứa thơ vậy đó, thì là em gửi 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 giùm. Thì hình như hôm trước đó cũng có một nhà hảo tâm nào đó là chạy tìm đến nhà phải không, tìm đến nhà gửi 1 triệu phải Dạ, rồi không? có một anh học tâm đó, anh chạy đến nhà mà anh tồi tồi, rất là tồi. À, chị đi, chị không gọi nhà mà chị nghe mẹ chị nói lại là có một cái anh vào đây là anh kể là vào nhà mà anh kể là anh chạy vòng 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 3 tiếng đồng hồ. Anh ở từ Bình Thành, anh chỉ nói là anh ở Bình Thành thôi. Về hai cháu mong qua lần chiều để hai cháu đi chơi quanh quanh vậy đó. Rồi anh về luôn dịp là chị nhờ vị. Cảm ơn anh giúp giùm cho chị và cảm ơn cô Thảo. Thấy Đấy, cũng thật sự là mọi người ai cũng cũng mừng cũng vui cho chị. Trên cộng đồng nhiều người nói là khóc khóc cho đỏ hết mắt đây luôn dịp đây là chị cũng nhờ vì là cảm ơn cộng đồng mạng giúp cho chị là cũng quan tâm chị ba mẹ con chị. Xin cảm ơn cộng đồng mạng nhiều. Rồi em sẽ chuyển lời. Nói chung đối với chị vậy là coi như một cái câu chuyện, một câu chuyện thứ nhất là cảm động nè, thứ hai nữa là một câu chuyện cũng là hoàn thành được cái tâm nguyện, hoàn thành cái tâm nguyện, tâm nguyện của chị. Bởi vì chị thấy đó, ngay cái khi trước đây khi chị bày tỏ đó, chị đang còn rất là bơ vơ không biết gia đình như thế nào, mẹ mình là ai, mà sau đó bây giờ được ôm mẹ, được ngủ với mẹ mấy đêm được 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 mẹ hôn, được gọi là sưởi hơi ấm của mẹ, là cái điều đúng thật sự là không có còn gì bằng nữa, không có vật chất nào bằng hết trơn á. Đúng rồi, vì nói đúng rồi. Thương thương mẹ, mẹ già rồi nhưng mà cũng muốn ở với lại với mẹ lâu hơn, nhưng vì anh em lâu hơn, nhưng mà ra để cho con đi học, đi họp cho con vì thì chuẩn bị vô năm học. Ok chị, rồi thì không biết nói gì hơn là một lần nữa em xin chúc cho gia đình mình luôn mạnh khỏe. Rồi có duyên có dịp nữa thì chị em mình sẽ còn gặp nhau dài dài, biết đâu được có Ồ, đó là đúng rồi, dịp. chị cũng 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 nếu mà chị cũng mơ ước là gặp lại được vị đó. Dạ Có dịp em ra Huế em ghé chị đãi em bánh bánh bột lọc nha. rồi, lúc nào vị ra Huế là vị nhớ nhớ chị nghe, hai vợ chồng nhớ vị cho chị gặp vị á, chị gặp vị để chị được chụp một tấm hình. Ngồi nhân viên trước không Hôm trước có chụp nhưng mà sau này nếu mà vị ra Huế là vị điền cho chị nghe. Ok chị. Chị em mình chụp một cái này sông Hương chẳng hạn để kỷ niệm. Ý là chị ở ngoài Huế ha. Rồi vậy chúc cho chị và gia đình mạnh khỏe nha, có duyên có dịp thì chị em mình gặp lại. Cô Thảo ơi, cho con cảm ơn cô Thảo, chúc cô sức khỏe. Cố làm ăn phát đạt và chỉ cộng đồng mạng, chúc cho cộng đồng mạng sức khỏe bình an. Ok chị, rồi em chào chị nhé, bye bye. Thưa quý vị thân mến, chúng ta vừa nghe qua sự bày tỏ của chị Lan Anh. Thật sự mà nói là nghe qua thì chúng ta cũng cảm thấy ấm lòng quý vị ha. Đối với Tuấn Vĩ thì Tuấn Vĩ vui mừng thay cho chị, vui cho chị lắm. Vì như quý vị thấy đó, một người con mà thất lạc gia đình thì theo như chị bày tỏ đó, trước đây cũng không hề là biết mặt mũi mẹ ra sao, chưa biết là mình xuất xứ từ đâu, ruột thịt của mình là ai, mà bây giờ tự dưng biết mẹ mình và biết anh em ruột thịt của mình đông đúc như vậy, phải nói là hạnh phúc lắm. Nên là chị đã bày tỏ lên cái cảm xúc đó, thật sự là rất là vui cho chị. Trong cuộc sống thì Tuấn Vĩ nghĩ là đối với như chị đó thì bấy nhiêu đó là chị mãn nguyện rồi. Chứ còn gọi là vật chất thì đó là cái vật chất là cái nhu cầu mà.
Cần thì đương nhiên ai cũng cần. Nhưng mà có một cái á, là đôi khi vật chất là một cái chuyện, là nó là phương tiện cho mình sinh sống, còn cái việc tinh thần là cái việc mà nó nuôi cái tâm hồn của mình, nó cho cái tâm hồn của mình được thỏa mãn cái khao khát. Nên là Tuấn Vĩ nghĩ là về cái mặt mà mặt tinh thần là chị đã mãn nguyện, chị thật sự là mãn nguyện. Nhìn cái gương mặt của chị là đúng thật sự là chị hạnh phúc về cái điều mà vừa diễn ra với cuộc đời chị, và đúng là như một giấc mơ. Nên là thưa quý vị, qua câu chuyện như thế này đó, thì Tuấn Vĩ cũng xin nhắn gửi, xin khuyến khích là những người mẹ trước đây mà đã không may mà phải cho con, hoặc là có những cái trường hợp mà gọi là khó nói đó, vì những cái trường hợp là tế nhị mà buộc lòng phải cho con mình hay là gửi con mình hoặc là vân vân, thì chúng ta hãy mở lòng ra cho những người con của mình có cơ hội để kiếm lại gia đình. Nên mở lòng ra quý vị. Kể cả trước đây có cho giấy cho người ta này kia chăng nữa, thì bây giờ mình kiếm cũng để gặp con thôi, chứ mình kiếm đâu có phải là kiếm để mà đưa con về sống với mình, hay là để nương nhờ hay là này kia đâu. Cho người con đó họ biết được mình, biết được mẹ, biết được gia đình khi mà chưa quá muộn. Ví dụ như bây giờ chị Lan Anh vào thời điểm này đang còn gặp mẹ của mình, nhưng mà chẳng hạn như một thời gian sau nữa, 5, 7 năm hoặc là 10 năm nữa này kia, thì chắc gì người mẹ đó đã còn. Vì vậy cho nên là mình làm được càng sớm càng tốt, thưa quý vị. Theo Tuấn Vĩ nghĩ là như vậy, cuộc sống nó vô thường mà. Tuấn Vĩ rất là khuyến khích những người mẹ mà chúng ta hãy gọi là trước đây khi còn trẻ thì có thể là vì sĩ diện, hoặc là vì hoàn cảnh hoặc này kia, nhưng mà sau này nếu được thì nên cho con mình một cơ hội, là Tuấn Vĩ nghĩ là tốt nhất. Tuấn Vĩ cũng có gặp một số trường hợp là cũng vì là sĩ diện hoặc là vì những vấn đề tế nhị, nhưng mà thôi, chúng ta nên cân nhắc, nếu được thì mình làm những cái điều mà gọi là để cho con mình nó có một cái cơ hội kiếm lại ruột thịt của mình, của nó, thì đó là một cái điều mà Tuấn Vĩ nghĩ là giống như mình cũng tạo tạo cái phước và chuộc lại lỗi lầm. Thật sự mà chuộc là chuộc lại lỗi lầm. Tuấn Vĩ nghĩ là chúng ta hãy tạo điều kiện cho nhau và hãy nghĩ đến cảm giác của người con khi mà thất lạc gia đình thì khao khát đến đến mức độ nào. Qua cái sự bày tỏ của chị Lan Anh đó chúng ta thấy. Nên là cũng hy vọng sau này thì cũng có nhiều người mẹ, nhiều người cha, các bậc bậc phụ huynh mà chúng ta trước đây cũng không may vì hoàn cảnh nào đó hoặc là có lỗi lầm nào đó, thì chúng ta hãy nên cho con mình một cơ hội để kiếm lại gia đình. Như Tuấn Vĩ thấy đó, có nhiều trường hợp không kiếm được gia đình mòn mỏi mà gọi là khắc khoải cả cuộc đời, thậm chí nữa là cuối cuộc đời mà không kiếm được gia đình, thì đó là một cái điều mà nhắm mắt xuôi tay cũng cảm thấy chưa an lòng, và cảm thấy rằng là mình đang còn thiếu cái gì đó trong cuộc sống, kể cả là có đầy đủ vật chất cỡ nào vẫn cũng cảm thấy thiếu. Đó là cảm giác của người mà xa cha xa mẹ. Bởi vì Tuấn Vĩ làm công việc này hàng ngày mà, Tuấn Vĩ tiếp nhận hàng ngày nên Tuấn Vĩ biết cái điều đó. Biết bao nhiêu giọt nước mắt là rớt xuống khi mà bày tỏ về cái việc mà kiếm lại cội nguồn của mình. Nên là Tuấn Vĩ cũng xin nhắn gửi những cô chú, anh chị nào, các bác nào, các người mẹ nào trước đây đã vì hoàn cảnh không may mà cho con, thì chúng ta hãy mở lòng để cho gia đình được đoàn tụ. Bên cạnh đó đó thì có những người con, ví dụ như là lúc còn trẻ thì giận hờn gia đình, nói trước đây mẹ bỏ mình, bây giờ mình không cần kiếm nữa. Nhưng mà sau khi có tuổi rồi thì mình lại có nghĩ cách khác. Nên là chúng ta hãy làm những gì khi mà mọi việc nó chưa quá muộn. Tuấn Vĩ sẽ sẵn sàng, Tuấn Vĩ sẵn sàng để tiếp nhận những thông tin của cô chú anh chị. Và qua đây thì Tuấn Vĩ cũng xin cáo lỗi là những ngày vừa qua thì Tuấn Vĩ về ngoài quê thăm mẹ cũng như là về có công chuyện, nên là Tuấn Vĩ không có tiếp hết những cuộc điện thoại cũng như là không tiếp hết thông tin. Và kể cả bây giờ cũng vậy, Tuấn Vĩ cũng đang còn ở Nghệ An, đang còn chiều nay thì Tuấn Vĩ mới vô lại. Nên là trong những ngày tới đây thì Tuấn Vĩ vẫn làm việc bình thường. Ngoài cái việc mà kết nối tìm người thân ra thì Tuấn Vĩ dành ra 2 ngày để kết nối về tình duyên. Thì nếu cô chú anh chị nào, xin lỗi, nói liệu cô chú, không phải cô chú mà cô chú.
Cô chú anh chị nào mà muốn bày tỏ để mà kiếm người thân hoặc là kết nối với tình duyên thì chúng ta hãy kết nối qua Zalo. Đừng có gọi điện quý vị. Tuấn Vĩ xin hướng dẫn thêm là nếu quý vị gọi điện đó thì đôi khi là Tuấn Vĩ gọi nghe cuộc điện đó xong thì phải yêu cầu quý vị gửi thông tin và hình ảnh. Vì vậy cho nên là trước sau gì cũng phải kết nối qua Zalo để mà gửi thông tin và hình ảnh hết. Nên là cô chú anh chị là nên kết nối qua thẳng Zalo với cái số điện thoại của Tuấn Vĩ trên màn hình đó, 0976 434 897. Sau khi kết nối được thì nhắn cái lý do, ví dụ như là Tuấn Vĩ ơi, chú muốn kiếm người thân. Chú thất lạc gia đình từ năm đó, chú có thông tin gì, ví dụ chú có thông tin về mẹ mình tên đó tên kia, hay là chú ngày xưa bị thất lạc trong trường hợp nào, thì nên nhắn đến cho Tuấn Vĩ và gửi, có hình ảnh thì gửi hình ảnh tới. Đó thưa quý vị, thì cho nên là trước sau gì cũng phải vào ở trong Zalo hết, nên là cô chú anh chị là kết nối qua Zalo và gửi thông tin cho Tuấn Vĩ ở bên đó nha quý vị nha. Một lần nữa thì Tuấn Vĩ xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Đặc biệt là cảm ơn tới hai nhà hảo tâm, đó là cô Thảo và một mạnh thường quân. Cô Thảo gửi cho chị Lan Anh 10 triệu đồng và một mạnh thường quân đã tìm đến nhà và gửi cho gia đình của chị Lan Anh 1 triệu đồng cho hai cháu để hai cháu có cái lộ phí. Rất là cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của cô chú anh chị và cảm ơn tới các mạnh thường quân. Xin chân thành cảm ơn và nếu ai chưa đăng ký kênh, mong quý vị đừng quên nhấn vào nút đăng ký để theo dõi những video mới. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều.